Trường tiểu học Tam Sơn được thành lập từ năm 1963, trường nằm trên địa bàn xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Từ khi thành lập đến năm 2000, xã Quản Bạ được chia tách thành hai đơn vị hành chính là thị trấn Tam Sơn và xã Quản Bạ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2000, trường được mang tên trường tiểu học thị trấn Tam Sơn. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường luôn là địa chỉ tin cậy của huyện về chất lượng giáo dục. Nhiều năm liền, trường được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và cờ thi đua của tỉnh. Trong nhiều năm liên tục, nhà trường luôn được các cấp, các ngành đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong các phong trào của huyện, của ngành. Trường tiểu học thị trấn Tam Sơn luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm trong các năm học này cũng như những năm học trước, đó là nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Thì nhà trường đã cụ thể hóa triển khai bằng các cái chương trình hành động, các cái việc làm cụ thể như thứ nhất là tăng cường rèn kỹ năng sống, rèn nề nếp, trình bày vở viết và chữ viết cho học sinh. Thứ hai là đưa văn hóa truyền thống các dân tộc của địa phương thông qua các dạy học lồng ghép và các hoạt động buổi vận động ngoại khóa của nhà trường. Thứ ba là nâng cao chất lượng mũi nhọn các đội tuyển, các lớp mũi nhọn của nhà trường, cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh và các em học sinh trong những năm học qua và trong học kỳ một năm học này, nhà trường cũng đã đạt được một số thành tích nhất định. Kết quả chất lượng giáo dục năm học sau luôn cao hơn những năm học trước, đó chính là những cái thành tích nổi bật đã làm được trong những năm học vừa qua. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng. Nhà trường phân bổ cán bộ hợp lý với tình hình thực tế của trường, khuyến khích giáo viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Em rất vui khi được học dưới mái trường này, nơi mà chúng em yêu quý nhất cũng là nơi đây. Các thầy cô tận tình chăm sóc chúng em, giúp chúng em có những tri thức vô tận. Ở đây chúng em không những được học tập mà chúng em còn được rèn luyện, vui tươi với các bạn và thầy cô. Em rất tự hào khi được học dưới mái trường này. Hãy bước đi những bước chân tự do, hãy giải cánh những cánh chim mạnh mẽ để chứng tỏ mình đã được nuôi dưỡng từ ngôi trường tiểu học Tam Sơn thân yêu, nơi chắp cánh những ước mơ bay cao, bay xa hơn nữa.